Chiều lúc đầu thấy mẹ cười chụp hình quá trời hay mẹ con. Cuối cùng xong ra tới chiều tính tiền xong cái mẹ lên giỏng mẹ nặng gió đầy mình chứ. Xin mời. Dạ con ơi. Chào cô. Dạ chào cô. Rất vui được chào đón hai mẹ con đến tham gia chương trình. Bây giờ cô có thể giới thiệu cho mọi người cùng biết về mình chút xíu đi ạ. Cô thì Đặng Ngọc Dung, ở Sóc Trăng. Ở huyện nào cô? À, huyện Cái Sách, làm nghề nông dân mà. Nông dân hay làm ruộng ha? À. Dạ, xin mời chị giới thiệu về mình ạ. Dạ, xin chào anh Nguyễn Linh, chào Lê Lộc và chào quý vị khán giả. Tên là Trần Thị Thúy, năm nay em 25 tuổi, em đến từ Sóc Trăng. Nghề nghiệp của em là ẩm thực du lịch ở Cồn, Cồn Mỹ Phước ở Sóc Trăng của em. Em làm dâu của mẹ được 6 năm. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp cô con dâu xinh đẹp này thì cô ấn tượng gì không? Cái lúc mà đầu tiên cô có cái ấn tượng cái ngày mùng 5 tháng 5 dạ. Mà sông nước Miệt Dương á, cái cô đi qua đó cái cô thấy sao mà ý giờ đó nhỏ xíu à. Cái thấy sao mà lanh lợi quá, cái cô nói cha con mình thì hiền quá, thôi chắc cái cô này mình cưới cho con mình đi, sao đặng cho vợ thì lanh giống chồng thì hiền quá. Lúc đó mẹ qua mẹ ngồi mẹ nhìn em gì nè, cái em nói trời ơi sao mà mẹ hiền quá chứ hiền vậy, kiểu này em mày nói trong lòng em mày, nhưng mà cũng không dám hỏi cô nhiều. Nói chung là ấn tượng hai mẹ con tốt với nhau ha. Nhưng mà sau cái lần gặp mặt định mệnh nó về mình cưới liền luôn hả cô? Gia đình cũng khó khăn chú Quyền Linh, mình nói thôi kệ đi, mình cũng cố gắng. Dạ. Người sợ người khác tại ước rồi làm sao. Đó là em với ông xã đó là em chia tay, tại vì gia đình em không chịu. Sao vậy? Tại vì nói là em lấy chồng mà khó khăn quá sao em khổ, nên gia đình không có chịu. Cũng như là nói là con giờ lấy gì nữa sau này khổ lắm. Nhưng mà cũng nhờ mẹ, anh chồng anh chỉ biết khóc không à. Ở cái mẹ thấy vậy mẹ tội nghiệp quá, mẹ mới xin số điện thoại. Mẹ điện qua, thôi giờ mẹ cũng nghèo, nhà mình có gì ăn đó đi con. Nhưng mà chấp nhận thì con về con lấy con của mẹ. Thế là em động thủ trong nhà 3 ngày em khóc. Khóc riết mẹ em thấy tội nghiệp quá. Mẹ nói thôi chịu đó, cưới liền đi. Là trong vòng mấy ngày là cưới liền luôn. Lúc đó sao cô lo kịp trong mấy ngày cô? Thì mấy anh em đồ, nó có anh em đó, rồi cái người này cho mượn mới, kia mượn mới, cái em bắt đầu cưới. Thì xong cưới xong về cái lúc đầu thấy mẹ cười chụp hình quá trời hay mẹ con. Cuối cùng xong ra tới chiều tính tiền xong cái mẹ lên giỏng mẹ nặng gió đầy mình chứ. Sao vậy chị? Sợ lo hả? Làm đám cưới lỗ. Người giờ tiền đâu trả nằm hoài đó. Mẹ sao mẹ nặng gió quá trời vậy? Mà mẹ lúc đó xanh dữ lắm, xanh như tàu lá vậy đó. Cái mẹ nói thôi giờ mẹ thiếu bao nhiêu mẹ nói thiệt đi rồi con cũng kiếm lo cho. Mẹ nói nhiều lắm con, hơi nhiều dữ lắm. Cái em mới hỏi là bao nhiêu. Mẹ nói có 1.500.000 à. Trời đứa thương quá nha. Có 1.500.000 mà lo mà bắt gió tùm lum vậy đó hả? Dạ, tại vì mẹ lúc đó mẹ nói là mẹ không có làm ra tiền. Mà tới 1.500.000 là mẹ không có. Cái em mới nói mẹ yên tâm đi, cỡ nào con cũng kiếm trơn á. Em cũng hà tiện dữ lắm rồi, em cũng dư á, nên em giúp mẹ lúc đó, mẹ cười lại được. Thiếu con 1.500.000 mà lo quá hả? Thì lúc đó mới gặp Lê Lộc, Lộc cho mượn 2.000.000 luôn. Về làm dâu nữa, làm dâu tốt của cô? Cũng lúc đầu tiên, mới cưới về, cái nấu nồi canh chua mà rau nhút. Kêu nói thôi con nấu thử bữa đầu tiên con nấu đi cho mẹ xem coi sao. Cái nấu rồi quên nem. Trời. Nem gà cái ủa mẹ không có nem rồi con cũng không nem luôn rồi làm sao nồi canh nó ngọt. Thấy vậy con nó hiền quá cũng tha thứ luôn. Nhưng mà sao quên nem hả? À, cũng như là qua tới nhà rồi cũng hơi sợ thiệt, nhưng mà không biết lo cái gì mà cứ suy nghĩ gì còn cứ nghĩ là nêm rồi không à. Cứ ra ngồi một hồi dọn ra thì ăn lạc nhấp. Mẹ mới nói nêm chưa con, em cũng quên tiêu rồi mẹ ơi. Dễ thương quá. Hai mẹ con mình có hợp nhau không chị? Cũng như là hợp về cái là chở mẹ đi mua đồ ăn về nấu ăn đó, thì hai mẹ con rất là thích nấu ăn. Em cũng thích đi làm đẹp, mà thường thường thì ở dưới quê á người ta đâu có làm như trên đây đâu, đi làm sơ sơ xong về vậy đó thôi. Mà mẹ thì thích đầm rồi đó, nhưng mà hai mẹ con có một khúc không nhớ mặt.
lùng sợ mẹ không á. Sợ thích. Mua cho mẹ bộ đầm đi trang về mặt thử coi. Dạ. Được không? À, sao đi chúng mình lên sao đi? Đi. Thì mặt thử đi. Đúng nói thiệt. Vậy thì mẹ con ngoài cái chuyện hợp nhau về làm đẹp, mua sắm này có chuyện gì không hợp nhau nữa không? Dạ không hợp nhau thì tính của mẹ thì hiền lắm, mẹ dịu dàng vậy lắm, mẹ nói chuyện đôi khi nghe không rõ luôn á. Nhưng mà em thì em nói chuyện dữ lắm, đôi khi em nói đây mà tới lần kia còn nghe. Tại vì tính chất công việc của mình dẫn khách du lịch, khi mình vậy mình phải nói lớn người ta mới nghe, mà cứ vậy đó ra đường thì mẹ cứ im ru vậy đó. Còn em thì em nói thôi, nói ngày này qua ngày nọ vẫn nói được. Cô gặp con dâu vậy cô có sợ không cô? Cô không có sợ, mà nếu mà gặp con dâu vậy đặng cho con mình ở nhà. Tại vì con của cô là hiền lắm, yeah. Ít nói lắm. Thấy thương ghê, làm cứ thiếu triệu rưỡi mà bắt gió cùng mình hết trơn á. Nghe nói câu chuyện rất xúc động luôn á, yeah. Cô ơi, vậy thì khi mà con dâu về đó, chuyện gì chưa hợp với con dâu không? Cô thì hồi nào giờ thì cô hiền, cô không có nói nhiều, cô không có nói lớn. Cái ngày mới nói mẹ nói gì mà con không có nghe, nhầm khi nó nói lớn vậy đó. Mình nói mẹ nói gì mà con không có nghe, cái cảm thấy mình hơi buồn, là buồn cái chỗ mà nó không biết nó nạt mình đó. Hay là nó nói mình không nghe, nó nói cho lớn. Không phải là con nẹt mẹ, mà lại vì cái tiếng của con nói ở nhà con nói dữ lắm, nó sẵn sẵn dạ rộn rãn luôn. Đôi khi chồng cũng giận hoài, la lắm, la dữ lắm la. Mẹ kỹ đó mẹ mẫu. Em bé đó là phải bận đồ sao, kính sao, chùm sao. Nhiều khi nửa đêm mẹ cũng ra gọi đằng pin đó. Mẹ coi coi có chùm em hay không, rồi ngủ có đẹp em hay vậy không. Mình sợ này, mình thương cháu quá à, gắng chăm sóc. Trong cái lúc sinh có kỷ niệm nào mà chị nhớ về mẹ, đối với mẹ không? Dạ có chứ. Lúc mà sinh trong bệnh viện á, em thì em không đi đứng được, em phải nằm đó. Còn mẹ thì mẹ ngồi đâu cái mẹ vừa ngủ cái mẹ ngủ đó mà. Đôi khi cái mình muốn uống nước hay muốn gì không dám kêu, nín hoài vậy đó. Rồi đợi như này mẹ thức mới kêu. Mà mẹ dễ ngủ lắm, vậy mẹ chỉ cần ngồi xuống hồi là mẹ ngủ. Yeah. Ban đêm mẹ không có ngủ, mà ban ngày á. Yeah. Ban đêm thì mình không dám ngủ, mình phải chăm sóc vậy đó. Yeah. Rồi lo cả đêm thì ban ngày tao phải ngủ chứ. Lẽ là lo luôn ban ngày. Phải ẩm cháu không cô? Đi nó đi về bển cái rồi mình nhớ cháu, nhiều khi cho nó một tuần nó phải đem cháu về cho mình. Nhiều khi không về cái mẹ điện hoài luôn, mẹ điện cái mẹ nói thôi về đi con, mẹ nhớ quá trời. Thì em cũng về, em cũng về chứ không phải không về. Nhưng mà thường tại vì em phải về bên mẹ ruột em làm nhiều để kiếm tiền lo cho con nữa, nên đôi khi 10 bữa hoặc nửa tháng mới về nhà thăm mẹ được một lần. Thấy đôi khi mình cũng buồn, mình nói phải chi mà mình có công việc ổn định á, mà mình cứ lo lắng cho mẹ. Mẹ thì cũng tuổi cũng cao rồi chứ cũng còn nhỏ nữa, nhưng mà vì mình phải đi làm thôi. Ở bên mẹ không có công việc nào làm được, bên mẹ là không có ai mướn gì để làm hết á. Rồi cái ngành du lịch thì bên cồn á, thì lúc đó làm được nên cố gắng về làm. Tội nghiệp là cái lớn mà nó cắt rau đi bán đồ này kia nọ, về bán trồng rau. Bởi vì bên đây không có công chuyện làm á, chú Nguyễn Linh thấy nói vậy rồi cái mình cũng hơi buồn. Như lớn tuổi rồi không làm gì được mà để bảo quản cho con được. Dạ. Còn em có những cái chuyện gì mà thấy buồn lòng mẹ mình trong lúc làm dâu không? Mẹ thì chỉ có cái là gia đình khó khăn lắm. Đi đám rồi đi tiệc rồi mẹ cứ sĩ diện. Mẹ cứ sợ người ta nói, sợ này nọ, mẹ cứ bất chấp kiếm tiền để mẹ đi đám vậy đó. Mình không có phải buồn gì, nhưng mà mình thấy hoàn cảnh vậy đó. Mà mẹ cứ sĩ diện gì thì nó không có tốt thôi. Có điều gì mà mẹ làm chị gì cảm thấy thương mẹ không? Dạ có. Lúc em sanh em bé được 1 tháng rưỡi em bị trầm cảm. Em ít nói lắm. Sáng là em ra cái giọng em đưa con em, tới chiều tối em vô ngủ em không nói chuyện với ai hết trơn. Mình lúc đó bị chết nhiều quá, thức khuya ngủ không được. Rồi thêm con cái rồi tiền bạc đủ thứ rồi, không có việc làm, chồng thất nghiệp. Thì mẹ nói thiệt mẹ sợ tánh em. Mẹ sợ mẹ không dám nói chuyện với em luôn á. Rồi mẹ vô tình gặp bạn em, mấy người bạn gặp bạn nào cũng nói là con của mà bạn của con bây giờ ở nhà đó, là tối ngày nó cứ ngồi nó cứ đưa con nó vậy không, nó không nói chuyện với ai hết trơn á. Mẹ sợ nó bị trầm cảm quá, rồi giờ thôi mấy đứa rảnh đó, mấy đứa điện hỏi thăm nó đi. Do bạn em nói lại, thật sự em không có biết mẹ gặp bạn mẹ nói. Cũng sợ đó chú Quyền Linh, thấy nó ít nói, thấy nó buồn, mình cũng sợ. Mượn mấy đứa cháu nó lại nói chuyện này kia cái nọ, cho nó đừng có mang cái bệnh đó là khổ lắm.
Rồi thấy tối ngày cái ảnh con đưa không nói chuyện với ai. Sao cô không gọi là trực tiếp rồi tâm sự với con dâu? Cũng nói nhưng mà nhiều khi nói nó cũng không có được như ý, mà bạn bè để mà lại tâm sự để nhiều hơn. Nói chung là mẹ rất hiền, đôi khi mẹ cũng ngại nói chuyện con dâu. Thì anh nghĩ rằng em là người nên kết nối với mẹ nhiều hơn nữa ha. Thôi bây giờ chúng ta sẽ nghe xem rồi chồng em nói gì nha. Mẹ thì cũng lớn tuổi, cũng hay bệnh. Nhưng mà mẹ thì có cái là mẹ ba bệnh thì ba không chịu đi khám bác sĩ gì hết. Cứ ở nhà, anh em trong gia đình thì cũng khó khăn, không có ai ở gần được hết. Chỉ có mẹ nhà. Mà sau này mẹ có bệnh thì mẹ nói với anh em là biết đừng đưa mẹ đi bệnh viện. Còn đối với vợ thì mong vợ là sau này sẽ gọi về nhà thường xuyên, cuối tuần gì đó chở con về thăm ông bà nội. Sau này có đi đâu thì nhớ là nói với mẹ em tiếng, hay là đi về tới nơi gì đó để gọi về cho mẹ hay, cho mẹ đừng lo. Tại tính mẹ đó giờ cũng hay lo cho con cái, rồi lo quá cũng hay mất ngủ này kia nọ rồi nhiều lắm. Hy vọng sau này thì có được công việc ổn định, có một số tiền về nhà ở gần mẹ, cho vợ được tiếp xúc với mẹ nhiều hơn, hiểu nhau, hai người có thể hiểu nhau được nhiều hơn. Không có nghe con trai mà nói vậy cô hả? Nghe mà mình nghe mà thấy con mình nó đi làm ăn vậy đó, thấy tội nghiệp, có hiếu mà không tiền thì cũng không có được gần mình nữa. Mẹ có hay khóc gì không? Dạ không, ít lắm. Cái chừng nào mà coi phim hay gì cảm động với lắm luôn, là nhập tâm luôn mới khóc. Mà mẹ cũng coi chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu đó, cái clip cũng một bé gái rồi cũng nói với tâm sự đó, mẹ nghe em mẹ ngồi khóc, khóc quá trời khóc. Có chồng đứng, hai mẹ con làm gì ngồi khóc, nói trời ơi coi Mẹ Chồng Nàng Dâu khóc. Chồng nói trời hai mẹ con mít ướt thịt nhau. Cô có muốn con dâu mình thay đổi điều gì trong cuộc sống không cô? Vợ chồng mà gắng hạnh phúc thì mình vui, tuổi trẻ thì gắng làm. Em chỉ mong muốn mẹ ở đám tiệc á, mình nghèo thì đúng số tiền mình đi. Mẹ sợ người ta nói này, hoặc sợ người ta nói nọ, rồi có thể là đi mượn, hoặc là cố gắng nhìn giùm đó. Đôi khi có thể là đi đám mà ăn cơm với muối ớt luôn, chừng luôn á. Dâu nói đúng á cô, ở dưới quê cũng thường tội nghiệp mấy bà già, cứ đâm dỗ đâm hoài sinh nhật đầy tháng lôi tôi. Bây giờ đôi khi mượn vài trăm đi đám cưới, đâm dỗ đi hoài như thế rồi nhịn ăn đi đám cưới đám dỗ nó tội nghiệp. Thôi mình có nhiêu mình đi nhiêu cô, quan trọng tấm lòng thôi cô ha. Thôi cảm ơn hai mẹ con đến đây tham gia chương trình rất nhiều. À, em muốn nói gì với mẹ trong ngày hôm nay đi? Tính của con thì nó hơi đàn ông chút, lớn tiếng chút, ngang ngược nữa. Con biết hết á, con biết đôi khi thì con làm mẹ buồn. Con không biết bày tỏ với mẹ sao, nên cố gắng con cũng cỡ nào lên chương trình này để con nói với mẹ đều là con cũng rất là thương mẹ, thương mẹ như là một người mẹ ruột của con. Mong mẹ có chuyện gì thì mẹ đừng có buồn con, bỏ qua cho con. Thì mẹ chịu đựng con chút nữa cũng sao. Rộn rãng rãng chứ giờ tay tiếng thôi mà. Dạ. Rồi cảm ơn hai mẹ con rất nhiều. Xin gửi tặng một kỷ niệm của chương trình nha. Chúc cô sức khỏe và mong rằng con cháu nó làm ăn thành công và về ở gần cô ha. Dạ, chương trình cũng có phần quà dành tặng cho cô. Đây à, đây là Natto Enzyme giúp ngăn ngừa tai biến đột quỵ, nguyên liệu từ Nhật Bản, là cao linh chi nhân sâm của công ty cổ phần dược phẩm OBC, có tác dụng là bổ dưỡng khí huyết, giảm cholesterol, giảm mỡ máu và trị suy nhược thần kinh ạ. Đây là phần quà đặc biệt dành tặng cho gia đình mình, đó là một chiếc TV 40 inch của thương hiệu Akino, tích hợp chức năng thu tín hiệu và truyền hình số mặt đất, trị giá 5.950.000 đồng ạ. Cảm ơn cô và chị đã đến với chương trình. Cảm ơn. Em mời đi lối này.